bạn thấy tôi khó hiểu không? Trời đang nóng như vậy, tự nhiên cái mặt áo lông. Thật ra thì tôi đang muốn che giấu bản thân của mình, nhưng mà bây giờ thì tôi khác rồi. Tôi là sẵn sàng thể hiện cá tính của mình. Còn các bạn thì sao? Các bạn sẽ làm gì? Nhảy? Hát thì sao? Tìm lại đi, hãy tìm lại trong mỗi người, vì ta không đứng bên nhau nữa rồi. Yeah. Còn chơi thể thao thì sao? Bốc tiến. Bơi. Chỉ là chụp hình. Không quan trọng là các bạn làm gì, quan trọng là các bạn đã sẵn sàng để thể hiện cá tính của bản thân thôi. Tôi là Sơn Trà, tôi là tôi năng động, tôi là Young Generation, tôi sẵn sàng bùng nổ. Young Generation, oh, oh. Young Generation, oh, oh.